Chào các bạn đến với các video hướng dẫn xử lý ảnh của tập huấn.vn. Trong bài trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta làm mịn da trong Photoshop bằng cách sử dụng plugin Portraitures của hãng ImageNomic. Thì trong bài này tôi hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta làm mịn da ngay trong Lightroom cũng với plugin Portraitures dành cho Lightroom. Thì cái plugin này tôi có đính kèm ở trong cái bài viết bên dưới, bao gồm cả bản dành cho Win và dành cho Mac, thì bạn nào quan tâm thì có thể download. Nhu cầu xử lý làn da ngay trong Lightroom là rất lớn, bởi vì đối với Lightroom thì bạn dễ dàng chỉnh sửa ánh sáng, màu sắc cho bức ảnh, quản lý ảnh, đồng thời có thể xử lý trên nhiều tấm ảnh cùng lúc bằng cách chúng ta sử dụng các preset sưu tầm được hoặc là các cái preset do các bạn tạo ra. Đôi khi chúng ta mở Photoshop lên để chúng ta chỉ để làm mịn da và chỉnh sửa mụn vân vân. Thì trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta làm mịn da bằng plugin Portraitures dành cho Lightroom. Thì đây là bức ảnh chúng ta sẽ sử dụng. Thì đầu tiên với bức ảnh thì thông thường để trước khi làm mịn da bằng Portraiture thì bạn nên xử lý qua một tí xíu với những cái thẹo và mụn lớn. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ Spot Removal để chúng ta loại bỏ những thành phần không mong muốn. Bạn có thể phóng to bức ảnh lên một tí xíu để chúng ta làm cho dễ. Chúng ta sẽ chọn công cụ là Spot Removal, phím tắt là chữ Q. Chúng ta sẽ phóng to thu nhỏ cái brush của mình để chúng ta có được cái kích thước. Bạn có thể dùng phím giữa chuột hoặc là chúng ta dùng dấu ngoặc vuông nhỏ, dấu ngoặc vuông lớn để chúng ta phóng to thu nhỏ cái brush này. Chúng ta sao cho vừa cái mụn chúng ta cần loại bỏ là chúng ta click lên đó, thì Lightroom tự động chọn cái vị trí là nó để nó clone ha, nó sao chép cái phần nội dung để nó loại bỏ cái mụn đó. Tương tự như vậy thì bạn có thể click vào những cái vùng mụn lớn như thế này. Đó. Thông thường thì Lightroom chọn khá là chính xác. Trong trường hợp nào bạn thấy nó không được chính xác lắm thì bạn có thể là chúng ta chọn lại cho nó chính xác hơn. Nhưng mà theo tôi thấy thì đa số là Lightroom chọn khá là đúng. Chỉ có một số phần mà hơi khó thì là chỉ là bị sai. Ví dụ nó nằm ở giữa cái vùng chuyển giao giữa vùng sáng và vùng tối vân vân. Thì Lightroom đôi khi bị sai. Thì lúc đó chúng ta sẽ tự chúng ta mà manual chúng ta chọn cái vùng mà chúng ta cần sao chép. Rồi trường hợp mà giả sử chúng ta có những cái sợi tóc như thế này thì chúng ta cũng có thể sử dụng công cụ Spot Removal này để chúng ta loại bỏ được. Bạn có thể là thu nhỏ lại sao cho nó vừa với cọng tóc như thế này. Chúng ta cũng vẽ, chúng ta không vẽ hết một lần, chúng ta vẽ từng đoạn thôi. Thì cái việc mà chúng ta cái Lightroom nó sẽ làm chính xác hơn. Những phần nào sai thì chúng ta có thể làm lại. Đó, chúng ta chọn ngắn ngắn như vậy thì cái việc mà chúng Lightroom nó thực hiện nó sao chép cho chúng ta những cái vùng mà để thay thế nó chính xác hơn rất là nhiều. Đó, ví dụ như vậy. Còn những cái sợi tóc như thế này, đó chúng ta cũng tương tự. Chúng ta có thể loại bỏ ha. Rồi bạn lần lượt chúng ta thực hiện, chúng ta kéo để chúng ta loại bỏ những cái thành phần nào mà chúng ta không mong muốn. Chúng ta kéo càng ngắn thì cái việc mà Lightroom lựa chọn cái vùng thay thế nó càng chính xác. Rồi ví dụ như vậy, trong trường hợp này một số mụn ở đây chúng ta có thể loại bỏ luôn. Loại gì nó hơi lớn, chúng ta click vào đó chúng ta loại bỏ ha. Rồi ví dụ như vậy. Ở đây chúng ta có được cái bức ảnh là chúng sau khi loại bỏ ha, chúng ta bấm nút Done. Đây là cái phần mà sau khi chúng ta loại bỏ. Nếu giả sử bạn sau khi chúng ta đến chúng ta nhìn thấy vẫn còn một số cái vùng chúng ta chưa loại bỏ hết thì chúng ta có thể bấm vào đó và chúng ta tiếp tục chúng ta click vào những cái vùng nào mà chúng ta muốn loại bỏ những cái mụn lớn đó. Đến khi nào xong thì chúng ta lại bấm bấm đen. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái plugin Portraiture để chúng ta làm mịn da. Cách sử dụng thì chúng ta bấm vào menu là chúng ta có thể click vào bức ảnh dưới đây và chúng ta chọn là Edit In và chúng ta chọn cái plugin là ImageNomic Portraitures. Thì sau khi bạn cài cái plugin mà tôi đính kèm bên dưới thì bạn có được cái plugin là ImageNomic Portraitures này. Thì chúng ta bấm vào đây. Nó sẽ có ba tùy chọn cho bạn lựa 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 chọn, đó là Edit Original, tức là chúng ta sẽ chỉnh sửa ảnh chân dung ngay trong cái file gốc của ảnh. Thông thường thì ta không chọn cái bức ảnh này mà chúng ta bấm chọn là Edit the Copy. Edit the Copy tức là chúng ta sẽ chỉnh sửa một cái Lightroom tự động copy ra một cái bản nữa và chúng ta chỉnh sửa ngay trên cái bản gốc mà bản hình gốc copy. Còn nếu mà chúng ta có cái lựa chọn cái tùy chọn thứ ba là Edit Copy with Lightroom Adjustment, có nghĩa là những cái thay đổi chúng ta từ nãy giờ chúng ta làm Lightroom nó sẽ copy ra thành một cái file mới và chúng ta chỉnh sửa trên file đó, thì thông thường là chúng ta để ở tùy chọn này. Chúng ta bấm Edit. Thì sau khi chúng ta chọn cái tùy chọn này thì bạn thấy rằng là như
Các bạn nào chưa biết sử dụng cái Portraiture này thì các bạn theo dõi lại cái bài hướng dẫn hôm trước của tôi về hướng dẫn sử dụng Portraiture với Photoshop, thì các tính năng và các bước y chang thực hiện như vậy. Và chúng ta có thể xem lại cái video đó, và cái giao diện nó hoàn toàn giống nhau, không khác một tí nào khác. Chỉ khác là cái này, cái plugin này thì nó dùng cho Lightroom, còn về giao diện là thực sự là rất là giống nhau. Thì ở đây trong trường hợp này thì tôi chọn cái Smoothing L2, và chúng ta có được cái làn da khá là trắng, và chúng ta đây chúng ta không giả sử chúng ta không muốn làm trắng thì chúng ta chuyển brightness về không chẳng hạn, hoặc là bạn thích màu da nó không không có hồng như thế này chẳng hạn, thì bạn có thể chỉnh cái warm hoặc là tint này để có làn da mong muốn. Thì trong trường hợp này tôi thấy nó được rồi nên tôi không chỉnh gì thêm, và chúng ta bấm OK. Như vậy là bây giờ chúng ta đã có một cái bản copy với làn da đã được xử lý bằng cái Portraiture ngay trong Lightroom. Đôi khi cái plugin Portraiture này nó làm nhòa đi một số phần như là mắt hoặc là lông mi, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng ngay các cái công cụ của Lightroom để làm sharp nó lại. Chúng ta có thể sử dụng công cụ brush, chúng ta bấm vào công cụ brush. Chúng ta sẽ chọn cái sharpen, chúng ta có thể chọn đại. Chúng ta chưa biết nó như thế nào nhưng mà chúng ta cứ chọn đại như vậy, và chúng ta sẽ dùng công cụ brush này chúng ta vẽ lên những cái vùng mà chúng ta muốn làm sharp nó lên. Chúng ta sẽ vẽ qua như thế này, những cái vùng như vùng mắt này, môi, nói chung là những cái vùng nào mà bạn thấy nó nhòa và nó bị không mong muốn. Vừa ngay cả cái làn da này mà bạn muốn làm sharp hơn một tí xíu nữa để nó nổi những cái vân lên thì bạn có thể sử dụng ngay công cụ này. Ví dụ như thế này, chúng ta có thể bấm vào đây. Đó, thì bạn thấy là những cái texture nó nổi lên. Bạn có thể sử dụng nhiều công cụ brush cho nhiều cái vùng khác nhau. Thì trong trường hợp này thì tôi sử dụng chung một cái brush, tại vì cái hình đối với cái hình này thì nó không bị mất chi tiết nhiều lắm. Những cái lông mày vân vân, những cái sợi tóc. Đó, ví dụ như vậy, bạn muốn làm cho nó sharp lại thì bạn có thể sử dụng tính năng này. Hoặc đó, ví dụ trong trường hợp này bạn thấy nó chưa đủ sharp thì bạn có thể nâng nó lên hoặc là giảm nó xuống sao cho chúng ta nhìn nhìn vừa mắt. Rồi giả sử bạn muốn thực hiện cái việc là đổi màu môi ngay trong Lightroom. Trước là chúng ta thay đổi cái màu cho môi như thế này. Chúng ta không muốn mở Photoshop mà chúng ta muốn làm ngay trong Lightroom thì chúng ta cũng sử dụng công cụ brush này. Tôi bấm tạo một cái brush mới chẳng hạn. Trong trường hợp này chúng ta không làm sharpness mà chúng ta chỉ đổi màu thôi. Bạn có muốn áp một cái màu nào đó lên thì chúng ta có thể bấm vào cái color này nè. Chúng ta chọn ví dụ đi màu hồng này chẳng hạn. Thì tuy nhiên là chúng ta có thể thay đổi sau. Bây giờ chúng ta chọn đại và bắt đầu chúng ta dùng công cụ brush này. Chúng ta dùng công cụ brush chúng ta tô lên những cái vùng nào mà chúng ta ví dụ như này. Những cái vùng môi bạn có thể tô, và sau đó thì để xóa đi, giả sử cái vùng đó nó bị lem ra ngoài, bạn có thể phóng to lên ha. Ví dụ những cái vùng đó nó bị lem ra ngoài chẳng hạn, bạn tô nó bị lem ra ngoài thì bạn có thể bấm phím Enter, bấm phím Enter, và chúng ta thì khi đó thì chúng ta có được cái brush chúng ta có thể loại bỏ được. Bấm phím Enter và chúng ta phóng cái brush này lên theo cái mong muốn của mình, và chúng ta loại bỏ những cái vùng nào mà nó bị lem ra. Bạn có thể chọn những cái feather, ví dụ như là bạn có thể chọn ở đây chúng ta có thể là dễ dàng chúng ta chọn cái feather size, kích thước của brush ngay chỗ này. Rồi chúng ta chọn, chúng ta tô được, ví dụ chúng ta muốn đổi màu môi sang cái màu nó như vậy chẳng hạn. Rồi giả sử cái màu môi này nó không được đẹp, bạn có thể dễ dàng thay đổi cái màu khác. Ví dụ ở đây tôi bấm enter, tôi bỏ cái phần trong cái răng này ha, nhỏ hơn một tí xíu nữa. Ví dụ như vậy, những cái vùng trong cái răng này ví dụ như vậy tôi không muốn, và tôi muốn cho cái brush này nó như thế này chính xác ha. Chúng ta vẽ trên cái màu môi. Rồi ví dụ bạn không muốn cho cái màu môi này nó thay đổi cái màu này, bạn thích màu khác, thì chúng ta chỉ cần bấm vào đây và chúng ta di chuyển trong cái hộp thoại này đến khi nào chúng ta có cái màu môi mong muốn, xanh đỏ tím vàng gì hồng gì cũng được ha, thì đó là rất là dễ dàng, chúng ta làm ngay trên Lightroom. Rồi ví dụ trong trường hợp này thì tôi chọn cái màu này chẳng hạn, ví dụ như vậy, nghiêng về phía này tí xíu ha, ví dụ như vậy. Rồi rồi ví giả sử bạn muốn thực hiện cái tính năng là dodge and burn, tức là chúng ta dodge and burn ngay trong Lightroom luôn, thì cũng tương tự chúng ta sẽ dùng công cụ cũng dùng cái tính năng của Lightroom, đó là brush. Chúng ta thông thường cái dodge and burn đó là chúng ta ví dụ chúng ta muốn làm burn, chúng ta làm tối một số phần thì chúng ta có thể làm chọn cái Ctrl Z này, chúng ta chưa chọn cái brush. Rồi chúng ta chọn là brush này, trong trường hợp này đối với brush chúng ta là chúng ta không có chọn màu gì cả, chúng ta không chọn màu, chúng ta sẽ chọn custom và chúng ta bấm đại về cái thêm đi. Rồi chúng ta không chọn màu gì cả, chúng ta sẽ bấm vào exposure chúng ta giảm một tí xíu ha, hoặc là chúng ta đặc biệt là phần shadow, đôi khi chúng ta bên là chúng ta muốn những cái phần shadow nó tối hơn nên chúng ta giảm phần shadow một tí xíu, phần highlight thì chúng ta
giữ nguyên, phần highlight chúng ta giữ nguyên một tí xíu ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ lên những cái vùng nào mà bạn bạn chọn kích thước của cái brush. Ví dụ tôi vẽ thử cho bạn xem ha. Những gì ví dụ bạn muốn bơm cái vùng này, đó chúng ta tô lên. Nếu bạn muốn xem cái mask những cái vùng nào chúng ta muốn vẽ cho nó chính xác thì chúng ta có thể bấm vào đây. Bấm vào cái show selected mask overlay như thế này thì bạn thấy những cái đó là những cái vùng mà bạn đã bơm lên, bạn vẽ lên ha. Đó. Ví dụ như vậy, bạn có thể vẽ trước chẳng hạn. Ví dụ trong trường hợp này bạn có thể vẽ trước những cái vùng tôi muốn làm tối những cái vùng xung quanh cái viền như thế này. Đó, tối hơn. Những cái vùng này tôi muốn nó cho nó tối hơn thì bạn có thể vẽ lên nó ví dụ như vậy. Và sau đó bỏ cái mask đi và chúng ta chỉnh cái exposure này. Đây, chúng ta chỉnh cái exposure cái shadow hoặc là exposure sao cho chúng ta thấy được cái vùng shadow chúng ta có kết quả mong muốn đó. Bạn thấy nè, khi tôi kéo quá nè, vừa nè ha, chúng ta có được cái vùng chúng ta bên sao cho nó vừa 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 mắt. Tương tự như dots dots cũng vậy, chúng ta muốn highlight một số cái vùng như là sống mũi vân vân ở một số cái phần của bức hình trán chẳng hạn thì bạn tương tự chúng ta lại bấm new một cái brush mới. Thay vì brush đó thì cái phần shadow chúng ta không làm gì cả, ví dụ chúng ta không làm gì cả, chúng ta muốn cái phần highlight nó sáng hơn hoặc là exposure nó tăng lên một tí xíu 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 ví dụ vậy. Chúng ta chọn, dĩ nhiên là những thông số này chúng ta có thể chỉnh sau. Ví dụ như vậy bạn có thể bấm vào đây bạn làm sáng cái phần mũi này lên, hoặc là chúng ta muốn làm sáng cái vùng trán ở chỗ này đó, vùng trán ở chỗ này ở chỗ má này chút xíu ha, ví dụ như vậy. Rồi chúng ta những cái vùng nào mà chúng ta muốn làm sáng lên một tí xíu ha, ví dụ như những cái vùng này cam này chẳng hạn muốn sáng lên. Đó là các cái thao tác mà bạn có thể thực hiện ngay trong Lightroom Dodge and Burn. Khi nào giả sử chúng ta thấy nó sáng quá hoặc là chúng ta không mong muốn thì chúng ta có thể giảm cái phần highlight nó lại một tí xíu, giảm exposure. Còn nếu nó chưa đủ thì chúng ta có thể tăng exposure lên tí xíu, bạn thấy nè, tăng exposure. Tăng vùng highlight lên, đặc biệt là vùng highlight bởi vì khi chúng ta chủ yếu là chúng ta dodge là chúng ta muốn làm tăng sáng những cái vùng mà thật sự sáng highlight lên. Đó thì chúng ta có thể, để bạn nên nhớ là chúng ta có thể tạo ra nhiều cái brush và đến khi nào chúng ta có cái kết quả mong muốn. Thậm chí là các bạn có thể làm má hồng cũng tương tự như cách chúng ta làm môi như vậy. Như vậy là trong bài này tôi đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta làm mịn da cũng như là một số thao tác cơ bản của xử lý ảnh chân dung ngay trong Lightroom mà không cần dùng tới Photoshop. Thì chúng ta có thể so sánh cái bức ảnh đầu tiên và sau khi chúng ta xử lý thì bạn thấy rằng là kết quả của nó khá là tốt. Đây chúng ta so sánh ha. Đây kết quả nó khá hơn nhiều và chúng ta không cần dùng tới Photoshop. Thì chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.